có một cái câu hỏi đặt ra cũng liên quan đến cái hạnh lành của Sư Minh Tuệ, mà trong cái công cuộc tu học của Ngài đó thì mình mới thấy khi Ngài mà hiện thân ra giữa cái cảnh thế gian này rồi, sau 6 năm mà cố gắng rèn luyện về cái hạnh lành của mình, thì khi mà Ngài xuất hiện thì có những cái người mà người ta rất là mến, rất là thương, có thể là nói lên được cái lòng tôn kính, người ta bái lại, hay hoặc là người ta đến có những cái câu chúc mà rất là thiện cảm. Còn có những người thì người ta chê bai Ngài đến phải nói là những cái câu khó nghe. Và nếu mà mình hiểu về nhân quả thì đó chính là cái ác duyên mà sau những cái lời chê bai đó làm cho con người mất phước và phải bị phạm vào trong cái khẩu nghiệp rất là nặng nề. Mà trên đời này á quý vị à, nó có những cái tội mà gọi là nhất xiển đề á, thì Đức Phật cũng không bao giờ cứu được. Cho nên đó là cháu nhớ có ba điều mà Đức Phật không độ. Thứ nhất á, nhất giả nhất xiển đề Như Lai bất khả độ, nhị giả vô duyên Như Lai bất khả cứu, và tam giả định nghiệp Như Lai bất khả độ. Thưa quý vị, thì ba điều, cái thứ nhất là chúng ta phạm vào cái tội nhất xiển đề. Thì nhất xiển đề là gì quý vị? Nhất xiển đề á, chúng ta lật lại quyển từ điển á, thì người ta dịch là đoạn căn lành. Tức là tạo ra những cái tội đó nó làm cho mất đi cái căn lành của con người, hay nói đúng hơn là mất đi cái thiện căn của mỗi người. Đó chính là gì quý vị? Đó chính là cái tánh hiền của mỗi con người. Đó, mà Đức Thầy thường hay nhắc chúng ta là người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Tức là cái bản thiện của mỗi con người đều có, nhưng khi phạm vào trong cái ngũ nghịch tội thì chúng ta sẽ đoạn đi cái căn lành của mình. Mà cái tội đó Đức Phật cứu không được. Cái thứ nhất là gì quý vị? Cái thứ nhất là chúng ta bất hiếu với cha mẹ. Cái thứ hai đó là làm thân Phật ra máu. Cái thứ ba đó là hại A-la-hán. Cái thứ tư là phá hòa hợp tăng, và cái thứ năm là quỷ bán chánh pháp. Thì năm cái tội này nè quý vị là đoạn căn lành của mỗi người, cho nên nó khi phạm rồi đó thì phải sa vào trong cái địa ngục vô gián. Mà khi xưa quý cô bác anh chị em còn xem lại cái câu chuyện mà Đề Bà Đạt Đa cũng là em chú bác của Đức Phật, nhưng cái ác duyên á, bất cảm á, nó làm cho ông với lại Đức Phật không có một cái thiện duyên mà kết chặt được cùng một cái nguyện vọng để cố gắng tu tập cùng nhau mà trở về nơi con đường lành. Cho nên nói Đức Phật đi con đường lành thì Đề Bà Đạt Đa lại đi vào con đường ác đạo. Để cuối cùng rồi đó, lịch sử Phật gia còn chứng minh lại cho chúng ta biết giữa một người làm ác, giữa một người làm thiện thì hai cảnh giới nó khác nhau. Cũng giống như Đức Thầy đã từng dạy cho chúng ta biết là mê muội ác hung thì về địa ngục, mà hiền lành nhắm mắt thì thấy non tiền. Cho nên qua đây đó có liên quan đến cái câu hỏi này về cái khẩu nghiệp á, tức là Sư Minh Tuệ luôn lúc nào cũng bị hay chê bai nè, rồi miệt thị nè, rồi mắng chửi nè. Đó, thậm tệ thì các ngài còn chê là Sư Minh Tuệ là cái người mà không ra gì. Thì đối với những người mà đã từng tán thán hạnh lành của Sư Minh Tuệ thì cái cõi lòng của người ta đã bị tổn thương rất là nhiều. Còn đối với một số người mà có được cái thiện duyên với Sư Minh Tuệ thì ca ngợi Sư Minh Tuệ hết lành. Nào là những người đã tu tập chứng ngộ được giới đức, đã có được cái chánh kiến và luôn lúc nào cũng đã sống được trong cái chánh pháp. Cho nên Ngài đã thắng duyên được tất cả những cái pháp tu khó nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để hôm nay đó thì cái thành quả là được mọi người luôn lúc nào cũng ngưỡng mộ, luôn lúc nào cũng kính trọng. Và luôn lúc nào cũng tán thán hạnh lành của Ngài. Cho nên sống ở thế gian này nó có hai thái cực. Mà nếu như Sư Minh Tuệ là một cái người mà tu mà không thấy được cái chánh kiến giữa sai đúng, nó đều là cái nhân duyên để giúp cho người tu nó trưởng dưỡng được cái tâm từ bi của mình đó, thì thưa quý đồng đạo, chúng ta cũng sẽ dễ bị thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì ở thế gian này đó quý vị à, chúng ta đã không có được cái giữ gìn được cái tâm đạo của mình, đó là chân tâm diệu minh, tức là Như Lai tạng tánh, tức là đến đi gì cũng được á, khen chê gì cũng mặc á, thì chúng ta lại bị lụy vào trong cái sự xúc động bởi thất tình lục dục.
Người ta khen thì mình cảm thấy vui vẻ, mà người ta chê thì mình cảm thấy sao cái gì khó chịu, thấy không? Người ta lại có những cái lời tán thán tâng bốc mình lên thì mình cảm thấy à, thì ra mình được một cái món quà hạnh phúc. Còn người ta mà chửi bới mình hay hoặc là có những cái lời gì đó mà xúc phạm đến danh dự đó, rồi đến nhân phẩm của mình thì mình thấy nó đau thương vô cùng. Cho nên là phải tìm kiếm làm sao, tìm cái cách nào để chúng ta có thể là hóa được những cái duyên đó. Đó, để rồi chúng ta phải thứ nhất á thì chúng ta trả thù. Đó, mà hễ trả thù thì sao quý vị? Oan oan tương báo nó cứ kéo dài hoài, mà Đức Thầy cũng đã bao lần nhắc nhở cho chúng ta đó. Sân si phỏng có, điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Đó. Cho nên á, bây giờ đó mà chúng ta cứ phải mà hơn thua phải trái thị phi, người ta nói xấu mình nói xấu lại thì tất cả đều là xấu như nhau. Còn nếu mà hôm nay đó chúng ta đã nghe lời Phật dạy đó quý vị, diệt hung ác hễ vừa thấp thoáng chữ từ bi ta diệt nó liền, sự quán thù đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Thì chính cái đó là cái mà chúng ta sẽ được nhận lại. À, cái công đức, cái phước điền của chúng ta sẽ nở thêm những cái sắc hoa đạo đức, làm cho cõi lòng của chúng ta càng càng an lạc thêm. Cho nên á, cháu còn nhớ trong truyện cổ Phật giáo á, có một cái câu chuyện mà chỉ tiền kiếp mà gây lỡ làm một cái việc rất là đáng tiếc, đó là sát sanh giết quan một người, để cuối cùng rồi trải qua 10 kiếp á, thì những cái quan gia đó quý vị à, trái chủ đó nó vẫn còn theo đuổi hoài, cho đến gặp một cái bậc thiện trí thức hay hoặc là gặp một vị Bồ Tát, ngài thấy rõ được nhân quả rồi đó thì ngài mới dùng cái phương pháp để hóa giải. Chị cháu còn nhớ một cái câu chuyện là đời Đường vua Ý Tôn ở đất Trường An á, có một nhà sư mắc phải cái bệnh phong cùi, cho nên đó là hàng ngày nhà sư phải là thất rất là vất vả, thất thân sơ thất sở hơi nơi này nơi nọ để tìm kế sinh nhai quý vị. Thì ở nơi đó tại một cái ngôi chùa có một cái chú tiểu, ngài đã rộng lòng từ bi, và sau khi thấy được một vị thiền sư mà trong cái cảnh cơ nhỡ, hai nữa thì thân của nhà sư lại mang một cái chứng bệnh nan y như vậy đó, thì động mối từ tâm, cho nên chú tiểu đó mới rước về chùa để cố gắng là hàng ngày đó cứ săn sóc cái vị thiền sư này, cũng giống như là một cái vị thầy đáng kính nghĩa thương với đồng đạo. Thì sau một cái thời gian mà chăm sóc hàng ngày thì bưng nước nóng ra rồi lau rửa thân cho vị thiền sư, rồi kể cả thì từ cái miếng ăn giấc ngủ lo rất là chu toàn. Cho nên một hôm thì vị thiền sư này có cái ý là muốn trở về nơi Tây Thục xứ Bành Châu ở Trà Lưng, nơi mà có cái ngọn núi, ở nơi đó đó có hai cái ngọn đảnh tùng trong cái cảnh sống mà rất là tự tại tiêu dao, thưa quý vị. Thì ông mới từ giã lại với cái chú tiểu này để rồi ngày mai sẽ lên đường, mà ông dặn rằng con có phải cần thân sinh theo ta để làm gì? Bởi vì khi mà thiền sư muốn đi đó thì cái vị sư tên Ngộ Đạt này nè, ông năn nỉ là muốn theo được học đạo với lại một vị cái thiền sư này. Cho nên vị thiền sư biết được sau này cái tương lai của Ngộ Đạt nó sẽ phát triển rất là hiển đạt trong cái con đường công danh sự nghiệp của mình, mặc dù đã nương vào cửa thiền rồi, nhưng nhờ cái phước lành đó mà sau này đó sư Ngộ Đạt lại có một cái quả vị rất là tốt đẹp. Thì thưa quý vị, khi đó dặn xong rồi đó thì ngài nói là khi nào mà con gặp những cái sự trở ngại trong cái cuộc đời đó thì con hãy nhớ đến đó để con tìm ta. Ta sẽ nhớ cái ơn này và cái phước lành hôm nay mà con đã tạo. Ta sẽ hóa giải những cái mà con sẽ gặp trắc trở trong cái cuộc vận mệnh của con. Thì thưa quý vị, sau khi mà thiền sư từ giã ra về rồi đó thì Ngộ Đạt ngài đã ở chùa và cố gắng nghe lời thầy dạy, đã tinh tấn tu hành. Ông hiểu về chánh pháp rất là thông, và sau đó thì những cái pháp tu đời thường khi ứng dụng vào trong cái cuộc sống này đã giúp ích cho tất cả mọi người. Từ đó cái đức cao vọng trọng của ngài đã vang danh trong hậu thế và được vua trọng dụng, thưa quý vị. Vua mới mời ông vào trong cung để ông thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe. Thì sau khi mà
Ngài đã được mọi người đều có một cái niềm kính ý, là luôn lúc nào cũng tôn trọng như một cái vị quốc sư ở trong triều đình vậy đó. Thì lúc đó vua đã thấy rất là hài lòng, và cái phần thưởng mà đáng giá nhất đối với Ngài Ngộ Đạt đó là tặng cho ông một cái chiếc ghế trầm hương và phong cho ông một cái chức là quốc sư. Đó là cái chức mà tột bậc nhất trong cái đất nước của mình rồi, thưa quý vị. Thì sau khi mà nhận được cái chiếc ghế trầm hương đó rồi đó, thì Ngộ Đạt ông lại có một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ đó là ông thỏa mãn với bao nhiêu cái ước vọng của mình, là khi tu học trong cái bước đường đời này, nó sẽ thể hiện được cái đức lành của mình mà được mọi người yêu mến, và ai cũng cất nhắc mình lên một cái địa vị cao nhất. Từ đó quý vị à, không ngờ cái danh nó đã len lỏi, nó làm cho sư đó có những cái phút mà phan duyên phải chạy theo cái ý tưởng trần lao, rồi còn phải chạy theo bao nhiêu cái sắc màu của thế gian. Đó là cái tước vị, cái quy quyền đó, và cái bản ngã của mình nó đã tô điểm bằng cái sự mà mọi người được tôn trọng. Cho nên qua đó thì Ngài bỗng thấy trong người nó khó chịu và bắt đầu say sẩm mặt mày. Từ đó Ngài đã hôn mê. Trong 2-3 tiếng hôn mê đó thì Ngài tỉnh lại. Ngài cảm thấy là toàn thân mình đau nhức khó chịu. Và khi Ngài đã sờ từ mình mẩy từ trên xuống dưới tới cái đầu gối của mình, tự nhiên thì Ngài cảm thấy một cái sự đau đớn nó khó tả vô cùng. Nó làm cho Ngài phải ngạc nhiên khi Ngài đã nhìn xuống nơi mà Ngài sờ đau nhất đó, lại là có một cái mục ghẻ, mà mục ghẻ nó mang cái hình dạng là mặt người, quý vị. Và mặt người. Từ đó thì Pháp Sư Ngộ Đạt Ngài cảm thấy là hàng ngày phải đấu tranh với bao nhiêu cái đau nhức khó chịu, bao nhiêu cái sự hành hạ bởi cái mục ghẻ này. Nếu mà cái lúc mà mục ghẻ này nó rên nhức, nó làm cho Ngài khó chịu không thể nào mà diễn tả bằng lời, thì Ngài đã có một cái cách hóa giải là cho, miễn cho cái mục ghẻ này ăn thịt vào, quý vị, thì tự nhiên nó lại là có cảm giác dễ chịu, nó không có phải đau nhức nữa. Mà nếu không cho nó ăn, nó đói rồi đó quý vị à, thì lúc đó đó Ngài Ngộ Đạt Ngài phải gánh chịu với bao nhiêu cái cơn hành hạ, bao nhiêu cái sự mà nhức nhói vô cùng đó. Cho nên là cả tháng trời vậy đó mà Ngài mất ăn mất ngủ, mà những cái danh y dịu được trong nước á, vua điều lại để trị liệu cho quốc sư á, thì cũng là vô hiệu quả quý vị. Thì kể từ đó đó Ngài sống trong một cái sự mà hướng về Phật Pháp tột độ, để mong rằng sẽ có một cái phép màu nào đến để làm cho Ngài có đủ cái phước đức, đủ cái nghị lực vượt qua những cái khổ sở, hóa giải đi cái nghiệp mà mình đã đeo mang. Ngài hiểu rõ đó là cái nghiệp thức mà mình đã gieo từ tiền kiếp, nhưng mà không biết trong một cái nguyên nhân nào. Cho nên đó là trong cái sự rủi ro đó lại có một cái may, quý vị. Cái may đó là tĩnh lặng trong cái chỉ tịnh của một cái người con Phật đó quý vị. Thì người ta quán xét rằng cuộc đời vô thường, đó, tất cả đều tạm giả, đó, danh vị tước quyền, đó, tất cả đều phải bỏ lại trên thế gian. Bởi vì câu ngoảnh mặt nhìn đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Thì trong cái tĩnh lặng đó, chợt Ngài nhớ lại cái lời mà của một cái vị thiền sư á, mà đã dặn dò Ngài là sau khi mà con gặp cái chuyện gì bất trắc trong đời, con hãy trở qua nước Tây Thục ở xứ Bành Châu và đến Trà Lưng. Nơi đó con sẽ gặp lưng chừng núi, có một cái thảo am, nơi đó có hai cái cây tùng, thì chính là nơi ở của ta. Ta có thể vậy giúp con để hóa giải mọi cái sự trắc trở trong cái cuộc đời của mình. Thì thưa quý vị, sau khi mà ông nhớ lại như vậy rồi đó, thì ông lại khăn gói lên đường, quý vị, không đợi một cái thời gian nào nữa hết á. Tại vì cái cơn đau nhức làm cho ông không thể nào mà có thể là chịu đựng được từ cái giờ, từ phút. Thì sau khi mà ông lặn lội rồi đó, thì bao ngày cực khổ gian lao, đau nhức khó chịu cũng phải gắng bò lê lết để mà đi đến. Thì một hôm ông đến rồi đó quý vị, lần theo cái sự chỉ dẫn của tất cả mọi người đó, thì ông cũng đến với lại cái chân núi. Và ông thấy ở trên kia là hai ngọn đảnh tùng, nó đã sừng sững hiên ngang cùng một mái thảo am.
nó tạo nên một cái cảnh quan rất là đẹp tiêu dao của một cái vị mà đã lánh ra khỏi cái dòng đời bôn ba đó rất là rộn ràng bao nhiêu là việc thế sự để rồi sống trong cái sự bình an tĩnh lặng. Thì ngài cũng đã cố gắng ngài đi lên đến đó thì cũng đã khoảng xế chiều. Và khi mà ngài đến Thảo Am thì cũng không gặp của cái vị thiền sư hồi mấy năm trước mà mình đã giúp đỡ. Lúc đó thì cái sự tuyệt vọng đến với ngài. Ngài nghĩ rằng giữa cái chốn mà thâm sơn cùng cốc này mà nếu không gặp một bóng người nào nữa đó thì ngài xuống núi không kịp, thì tối đêm nay phải chấp nhận làm mồi cho dã thú thôi. Đó là nạn nhân trong bao nhiêu cái sự rủi ro bởi có những cái việc xảy ra trong cái môi trường thiên nhiên mà mình không thể ngờ đến cái gì. Thì sau đó giữa cái tuyệt vọng đó, hầu như là cái phước duyên lại đến đó, thì ngài nhìn lên một cái tảng đá phía trước lại có một vị thiền sư đang ngồi tĩnh tọa nơi đó. Cái tướng của ngài rất là trang nghiêm, rất là hạnh hỷ, cho nên là ngài biết đó là cái người ơn của mình lúc trước rồi đó, cho nên là ngộ đạt ngài đã chạy đến, ngài leo lên tảng đá đó và bắt đầu ngài ôm trầm lấy vị thiền sư mà ngài thét lên một tiếng mừng rỡ vô cùng, cũng gấp gấp giống như là bao ngày đi xa bây giờ mới gặp lại một cái người thân, mà cái nỗi mừng đó vô hạn thưa quý vị.